Phước Thịnh Lên xin chào cả nhà nha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp. Phước Thịnh Lên sẽ dẫn anh chị đi xem một cái miếng đất ở Láng Lớn, Châu Đức. Và mình đang đi trên tuyến đường Mỹ Xuân Ngoại Giao. Mình chạy một chút nữa thôi là tới ngay cái ngã ba. Thì hai cái con đường này á, hai con đường rẽ ra thì nó sẽ đều trổ ra quốc lộ 56. Nhưng mà nếu mà anh chị đi về Long Khánh á, thì mình sẽ rẽ trái thì mình đi nhanh hơn. Và cái miếng đất mà em muốn giới thiệu đến anh chị trong ngày hôm nay thì mình sẽ rẽ phải ha. Con đường này tên là Láng Lớn Kim Long. Và anh chị biết á, là Kim Long là một cái xã thuộc huyện Châu Đức. Và trong cái xã này thì có 15 thôn. Và một trong số những cái thôn đó là đa phần là dân gốc Hoa, họ về đây họ sinh sống. Về cái quy hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà định hướng tới 2025 thì xã Kim Long sẽ lên thị trấn nha các anh chị. Nó sẽ là một cái trung tâm về kinh tế, văn hóa, thương mại và dịch vụ nông lâm nghiệp. Và trên cái con đường này, Kim Long Láng Lớn này, bên đi trái sẽ có một cái hồ Kim Long rất là lớn. Nó cũng là một trong những cái hồ chứa nước lớn của tỉnh luôn. Anh chị mà đi tới đất ấy, dễ nhận biết nhất đó là bên tay phải của mình có một cái công ty làm về nông sản á, Kizuna. Đó, nó bên đây ha. Và nó chỉ cách có vài căn nhà thôi là tới đất của mình rồi. Mình tới rồi ha các anh chị. Đất của mình nằm bên đường bên kia. Và ở đây thì anh chị thấy là người ta xây nhà rất là đẹp, khoảng sân trước nhà rất là rộng. Và rõ ràng thì anh chị về đây mình xây hẳn một cái căn biệt thự vườn để mà nghỉ dưỡng cuối tuần thì cũng rất là hợp lý. Lô này thì nó ngang là 21m, sâu 50m và có 200m2 thổ cư. Lô này rất là vuông vức và đẹp luôn. Hướng của nó là hướng chánh nam, nên mà anh chị xây nhà lên đó thì nó sẽ rất là mát. Và từ cái chỗ đất mình mà chạy ra quốc lộ 56 luôn, khoảng 10 phút, thì cái khu đó thì nó là trung tâm của xã Kim Long và cái khu đó rất là sầm uất. Và giá của miếng này thì 1m ngang là 160 triệu ha các anh chị. Và anh chị nào mình quan tâm thì hãy kết nối ngay với em nha. Thì em sẽ gửi sổ cho mình xem. Thông tin liên hệ thì em có để bên dưới video này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.